Bây giờ cái nhà đấy là tăng khoảng 20% rồi, mà mới chỉ có từ tháng 11 năm ngoái đến nay, vẫn đang rất băn khoăn không nên bán hay không. Bán rồi thì sợ là ít hôm nữa nó tăng lên khoảng 30% nữa thì là tự nhiên là mất cả 100-200 triệu. Thế bây giờ không bán là sợ rằng khoảng độ 2-3 tháng nữa thị trường nó hết cái đợt sốt này, bắt đầu lại giữ lại, thậm chí là lại đi xuống. Còn cái tâm lý người mua là bây giờ là sợ rằng mua liệu rằng có phải bị mua cao hay không. Mua cao rồi sau này sợ là thị trường hết sóng lại không bán được, mà không mua thì giá nó cứ tăng theo hàng tuần hàng tháng lại sót của. Nên là bây giờ cái tâm lý nhà đầu tư rất khó có thể quyết định được nên mua hay không. Hello, xin chào mọi người, chào mừng bà con quay trở lại với kênh Đình Quảng, nơi chia sẻ phân tích những vấn đề trong quá trình đầu tư về đất đai. Trong giai đoạn này cái tâm lý nên mua hay nên giữ và nên bán hay là nên giữ là một cái trạng thái của rất nhiều nhà đầu tư đang gặp phải, và bản thân tôi cũng đang đang trong tình trạng đấy, và thấy rất nhiều người comment về kênh cũng như hỏi trực tiếp tôi, nên là hôm nay tôi làm video này để có thể trao đổi một vài cái ý kiến theo cái định hướng cá nhân. Và trước đây thì thực ra bây giờ chúng ta tạm thời chia thị trường thành hai cái trường phái, đấy là mua và bán. Thì cái mua bán ở đây chúng ta sẽ tách thành hai vấn đề nữa, đấy là về nhà và đất, đúng không ạ? Trong bất động sản thì có hai hình thức chính, đấy là nhà và đất. Nghĩa là bây giờ có người có nhà tăng giá rồi nhưng đang không biết nên bán hay là nên giữ để chờ tăng tiếp. Còn cái người mua ấy, thì xác định là giai đoạn này mua ở, khi mà lãi suất đi xuống thì chúng ta đang tích lũy, trong quá trình tích lũy để mua cái tài sản hoặc là mua cái căn hộ để ở, cái nhà để ở, nhưng thấy giá cao. Đấy, trung bình là trong 2 tháng đầu năm vừa qua thì mặt bằng chung về chung cư là tăng đến 15-20%. Còn riêng cái năm ngoái đến nay, đấy, trong vòng 1 năm thì đã tăng lên khoảng trên dưới 25-35%. Đây là trung bình quý vị nhé. Có nhiều căn hộ thì nó tăng cao hơn nhưng có chỗ thì là không bằng. Chúng ta sẽ lấy mức trung bình chung. Thì cái tâm lý của những người trên thị trường hiện tại bây giờ là có nên mua hay nên bán hay nên giữ, nó khiến cho nhiều người khó có thể quyết định được. Cho nên là hôm nay tôi sẽ kể cho quý vị nghe hai câu chuyện trước đây bản thân tôi đã gặp vào cái trường hợp dao động ở cái ngưỡng như vậy, và cái kết quả tôi nhận được như thế nào sau những cái lần mà do dự đấy. Từ năm 2017 tôi đã triển khai đầu tư ở Hà Nam. Một cái dự án đấy là đón đầu của hai cái bệnh viện lớn. Nói như thế chắc quý vị biết. Cái dự án nghỉ dưỡng, đấy là cái dự án về khu đô thị mà giá nó chỉ có 3 triệu 6 một mét. Nghĩa là 100 mét ở đấy, trung bình chia khoảng từ 80 đến 120. Đấy, tôi tính là 100 x 3,6 nó chỉ là 360 triệu. Và sau đấy 6 tháng nó lên 5 triệu. Hồi đấy là đã bắt đầu dục dịch xây khởi công hai bệnh viện đấy. Và chúng ta biết là để khởi công một cái dự án của nhà nước thì nó sẽ có qua rất nhiều cái thời điểm. Thứ nhất đầu tiên là quyết định phê duyệt dự án này, tiến hành khởi công này, thu hồi đất là đoạn trước rồi quý vị nhé. Thì từ cái đợt mà đã gom đất, thu hồi đất của người dân đã là một cái làn sóng. Tiếp đến nữa khi đền bù trả đất cho người dân xong thì tiến hành là làm mặt bằng, đổ đất san nền, nó lại có một làn sóng nữa. Đấy, bắt đầu đồng thổ khởi công, làm móng, xong hết tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5 là bắt đầu đến trong quá trình giai đoạn là lúc đấy là nó cứ âm mỉ trong người dân, trong thị trường nó đẩy lên. Đến đoạn mà khởi công xong rồi, xây xong rồi, đến đoạn hoàn công, đoạn đấy vẫn là một cái bước ngoặt nữa mà thị trường sẽ có nhiều cái biến động. Nhưng mà cái đợt tôi xuống đấy mua triển khai cái dự án đầu tư đấy thì nó mới chỉ là manh nha, nó chưa có khởi công, dự án mới chỉ đền bù xong là bắt đầu tôi đã xuống đấy triển khai dự án đấy rồi. Thì cái khi sau đấy 6 tháng là đền bù xong và khởi công thì nó lăng lên 3,6 triệu, lên 5 triệu. Và tiếp tục từ thời điểm đấy đến khoảng 1 năm sau nó tăng lên 8 triệu. Thì thực ra tôi nói quý vị, mua 3 triệu 6 đến lên 5 triệu, 5 triệu rưỡi là cũng hòm hòm rồi. Cảm thấy là sút rồi, ở đây làm vài lô. Thế nhưng khi đấy cái bản thân của việc đấy là chốt lời luôn. Chốt lời xong ấy, thì cái khi đấy bắt đầu cái đất nó sẽ tăng mạnh hơn nữa. Và đến thời điểm hiện tại là nó rơi vào khoảng độ 15 triệu một mét. Đấy, nhưng mà cái khi tăng mạnh nhất là từ cái khi mà thời điểm tôi xuống đấy, sau đấy 3 tháng đầu tư cho đến thời điểm mà sau 2 năm là nó tăng nhiều nhất, có thể nói là tăng gấp 3. Nên là sau đấy tôi vẫn tiếc, thực sự tiếc. Thế khi mình mua 3 triệu 6 đến khi lên 5 triệu rưỡi mình bán, sau đấy cái đội sau mình chờ cả khoảng thời gian đấy, sau cái đội sau chỉ cần 6 tháng bằng luôn mình khoảng độ 1 năm.
Nên là sau đấy tôi mới nghĩ là à, vậy thì lần sau mình sẽ chờ kỹ hơn một chút nữa để cho nó lời nhiều hơn một tí nữa rồi mình bán. Gọi là đạt đến cái ngưỡng kha khá một tí. Đấy, gấp 2, 2,5 mà bán, chứ đằng này chưa được gấp đôi mình đã bán rồi. Thì liệu rằng mình bán hơi sớm hay không? Đấy là một cái lần đầu tiên tôi lại tiếc. Là giống như trong lúc này là thị trường nó đang có xu hướng lên đúng không ạ? Đấy, là chúng ta bán sớm quá. Thì cái này tôi tổng kết lại ở cái thương vụ này, đấy là do mình chưa thực sự hiểu sâu thị trường và chưa bạn chưa 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 biết được cái điểm rơi của thị trường. Cái này tương đối là khó quý vị nhé, vì chúng ta biết là đầu tư lúc lên lúc xuống, lúc giữ, lúc có xu hướng tăng lên, mà để chúng ta bắt được cái thời điểm đấy, tôi nói cái đấy là mới là cái khó nhất, mà gần như ai cũng muốn là gì ạ, mua đáy bán đỉnh. Nhưng thưa quý vị, mấy ai mà làm được cái đấy? Và chúng ta có đủ năng lực và đủ đội nhóm, đủ khả năng, đủ cái tầm nhìn tư duy, đủ cái thông tin, và hơn hết là đủ cái sự chịu khó để ăn nằm vùng với cái thị trường đấy hay không? Cái đấy mới là điều kiên quyết. Chứ còn nếu mà mua xong mà cứ đọc lớt phớt trên mạng, báo chí để biết được bán hay mua, tôi nói quý vị, như thế là chết chắc. 99% là thua. Vì sao ạ? Chúng ta phải đi thực tế thị trường, am hiểu được à chỗ này xây dựng thế này. Khởi công bệnh viện là một chuyện, nhưng xung quanh các tuyến đường xung quanh ra làm sao, tìm hiểu xong trong cái cơ chế bệnh viện đấy, xây xong thì cán bộ công nhân viên bác sĩ người ta có về làm luôn hay không, nhà nước có cơ chế tốt cho họ để điều chuyển những cái bác sĩ giỏi đầy đủ trang thiết bị về đấy để kéo cho em dân cư vào đấy khám hay không. Cái đấy hồi đấy tôi chưa tìm hiểu đấy, là tôi đã tìm hiểu xem là lượng giao dịch đấy nhiều hay không, có bao nhiêu sàn làm ở đấy, phân lô bán nền nhiều hay không quanh cái dự án đấy. Vì dự án tôi đầu tư đấy là dự án khu đô thị, nó có vỉa hè, có cây xanh, có đèn điện chiếu sáng, quy hoạch bài bản chuẩn chỉ đẹp luôn. Nó xung quanh thì đất phân lô nhiều, tôi cũng không để ý lắm. Tôi biết là phân lô nhưng tôi không tìm hiểu rõ là phân lô giá bao nhiêu, các sàn lần lượt phân lô ra làm sao, mua gom đất bây giờ đất dân bao nhiêu. Thì hồi đấy tôi cũng mới là tập tành đầu tư mà. Tôi nói quý vị, thời 2016, 2017 là rồi đấy tôi bắt đầu nghiên cứu đầu tư, chứ hồi đấy đã có đã va vấp nhiều đâu, đã bị mất tiền nhiều đâu. Thì mình cứ nghĩ là à mua như thế tốt như thế thì cũng bán được rồi. Nhưng mà sau tôi mới để ý lại là do cái lượng thông tin mình tìm hiểu chưa nhiều và mình chưa thực sự biết được thị trường nó có lên được nữa hay không, hay nó giữ đấy rồi bắt đầu nó xuống. Thì đấy là một cái gợi mở cho những ai bây giờ đang có tài sản nó tăng lên rồi. À, bên cạnh đấy là đây là cái phụ thuộc vào cái vấn đề mà mua nhà hay đất quý vị nhá. Ví dụ nhà mà chúng ta mua ấy mà chúng ta để ở thì chúng ta xác định là bán rồi, thì chúng ta phải tìm được một chỗ mà đẹp bằng hoặc đẹp hơn, chứ không ai đi bán cái nhà đang ở chỗ tốt, văn minh đô thị, đầy đủ tiện ích mà lại bán đi ra sang ở cái chỗ khác mà thiếu tiện ích và không đầy đủ. Đấy, trừ trường hợp chúng ta bắt buộc phải bán để trả nợ hay là gì đấy. Còn không, nếu mà chọn môi trường sống thì tội gì chúng ta phải bán đi, rồi lại phải tìm được một chỗ mà không tốt bằng ở đâu, đúng không ạ? Nên là đấy là cái gợi ý cho những người mà đang có nhu cầu bán, thì bán để biết được cái giai đoạn này cái sản phẩm bất động sản của mình đã đạt được cái giá tốt hơn chưa, thì cần phải xem xét thị trường của từng phân khúc đấy. Chứ tôi không thể một câu gợi ý chung, khuyến cáo chung cho tất cả các sản phẩm, tất cả các phân khúc trên thị trường được. Vì quý vị biết là thị trường có chia rất nhiều phân khúc, từ sơ cấp, trung cấp đến cao cấp. Thì cái sản phẩm của bạn đang ở ngưỡng nào? Nhiều khi cao cấp cũng chưa hẳn là không bán được, mà không phải là cứ giá rẻ là bán được, mà phải xem cái tính pháp lý, cái tính ổn định, cái tính phát triển của khu vực của mình đang đầu tư đấy nó có hay không. Nên cái đấy đòi hỏi quý vị phải đi sát thị trường, phải đi nhiều, xe xăng là phải đổ liên tục, lốp là phải mòn đi thì mới hiểu được thị trường. Nhưng vì cái thời điểm 2017 đấy tôi mua cái dự án dưới đấy, thì tôi nói quý vị là mình đi không nhiều, mình cứ là nghe lớt phớt trên mạng là à chỗ này tăng, chỗ kia tăng, là bắt đầu đâm vào thì đến khi mình không thể ngờ được là cái khi mà ai cũng nói khu đấy tốt, báo chí cứ nói là triển vọng tiềm năng khu này khu kia, cuối cùng mình vào đấy là đúng cái thời điểm người ta xả hàng ra hàng loạt và mình bắt đầu đi gom cái đợt đấy, gần đợt cuối. Nên là đấy là một cái bài học đầu tiên mà mình, mặc dù cái đấy là mình cũng lỗ vẫn lời, nhưng cái người mua sau ấy người ta lại tinh ý hơn, người ta chọn được đúng cái thời điểm mà nó bắt đầu đi lên, thì mình thì đương nhiên đi trước. Đi trước thì nó cũng có cái hai mặt, là một là mua được giá rẻ nhưng nó phải chịu rủi ro. Cái trường hợp nếu bệnh viện không xây, kết nối giao thông nội tỉnh không có, thì tự nhiên cái đất của mình không ai hỏi đến, nhưng may rằng là người ta làm
Thì đấy cũng là một cái kinh nghiệm của tôi nữa là biết được thông tin xây dựng nhưng cần phải bám sát hơn nữa, xem lượng giao dịch. Và hồi đấy tôi làm gì biết đến đến phòng một cửa với lại phòng công chứng để kiểm tra được. Tôi cứ thấy mua bán nhiều đi này này, đi thấy các cái hội nhóm đi giao bán rồi là treo băng rôn khẩu hiệu rồi quảng cáo marketing trên truyền thông, báo chí, đài viết nhiều. À là tôi cứ nghĩ là khu đấy tăng là phải mua đi, khả năng khu đấy giao dịch sôi động nhộn nhịp lắm, mua đi. Nhưng ai ngờ biết được là nếu mà tôi mua trong lúc đấy thì gần như tôi mua cuối của những cái đội đợt các đội truyền thông đấy rồi, chứ có phải là mình mua gọi là mua giai đoạn đang còn manh nha, đang còn khởi đầu đâu quý vị. Mà gần như là mình mua cuối thì mua cuối gần như cái đội đấy mà truyền thông, người ta truyền thông xong người ta đi thì là thôi xong luôn. Mình phải đắp chiều đấy vài năm. Đấy. Đấy là cái bài học đầu tiên của tôi, mặc dù không lỗ nhưng hơi tiếc vì không tối đa được lợi nhuận. Nhưng tôi nghĩ đấy là mỗi người sẽ chỉ được một đoạn thôi, và chúng ta cũng không mang tính chất đấy là quá tham lam trong đầu tư, cần phải biết dừng đúng lúc. Thì tôi hay nói với các đội để đầu tư đi cùng mình đấy là phải biết đủ, phải biết đủ, đừng tham quá. Tham quá dẫn đến trường hợp là chúng ta, cái tâm trí chúng ta luôn chỉ tập trung vào được nhiều tiền nhiều tiền nhiều tiền, nhưng nếu tâm trí chỉ quan trọng nhất về tiền ấy thì chúng ta sẽ bị cái cuộc chơi nó xoay chuyển và chúng ta không tỉnh táo để nhìn nhận ra, biết rút lúc nào và biết dừng lúc nào. Nhiều khi bảo toàn vốn và đạt được một mức hiệu quả vừa phải nó cũng là một cái cách để gia tăng cái hiệu quả lâu dài. Còn nếu mà làm ăn chộp giật thì nhanh nhanh chóng chóng lãi rồi sau đấy rút ấy, thì chúng ta chỉ được một vài chỗ thôi, còn đâu sau này sẽ có những lúc sẽ bị các con cá to hơn nó nuốt. Rồi đấy là thương vụ đầu tiên. Và bên cạnh đấy là có một số cái chia sẻ cho những người nào mà đang giữ tài sản mà giá tài sản đang tăng lên, để biết được nên bán hay không. Nếu phải thẩm định được khu vực chúng ta đầu tư đấy nó đã đạt đến cái ngưỡng xây dựng phát triển tốt chưa. Nhiều khi chúng ta không không thể chờ được đến lúc mà nó đạt đỉnh là tốt nhất của khu đấy đâu. Mà tôi thì thường là sau nhiều năm, sau sau gọi là trên dưới 6 7 năm đầu tư thì tôi thấy là chỉ cần đạt đến khoảng 7 8 điểm là tôi lại luân chuyển. Vì cái người sau ấy, quý vị hình dung là để cho người ta có được một cái sự gọi là cảm thấy nó còn tốt để đầu tư, và khi đấy thị trường đang giao dịch sôi động thì mình dễ thanh khoản hơn. Còn hơn là chúng ta chờ cho đến khi mà nó cao hẳn lên ấy, người ta cảm thấy không còn cửa đầu tư nữa. Thì thưa với quý vị, lợi nhuận có thể nói là tốt hơn, nhưng đấy là trên giấy tờ thôi. Còn thực tế chúng ta có thanh khoản được hay không và bán được bao lâu, thời gian giá nào, đấy mới là cái quan trọng. Nên là sau cái thương vụ đấy thì tôi lại rút ra được cái điều đấy là để bán được mặc dù nó tăng rồi thì mình phải tìm hiểu rõ. Chứ còn nếu mà chỉ đọc báo chí, báo đài rồi cứ nghe mấy cái đội truyền thông người ta làm ra nói là khu này đang còn tăng nữa thì cứ giữ, cuối cùng là cái thời gian đấy là mình lại không bán, là các đội kia nó bán hết. Bán hết rồi thì mỗi mình chỏng chơ đấy và một vài đội nữa thì cứ cái chờ đấy, tâm lý chờ chờ chờ, biết đâu ngày mai có đội trả cao hơn, rồi ngày kia có đội trả cao hơn. Và có cũng đã có những lần tôi định bẻ cọc của người khác để đền cọc mặc dù có đội trả cao hơn, nhưng sau đấy tôi mới thấy là nếu cái đấy mình sẽ dẫn vào cái vòng quay và dễ bị những cái đội khác người ta gài cài cắm vào, mà cuối cùng chả ai trả như thế, và cuối cùng lại người khác mình phải đền cọc người ta và kính trong cái hội nhóm đấy luôn. Đấy, có đội trả là triệu tỷ rưỡi, sau đấy có đội là trả tỷ tám, chênh ra 300, người ta chỉ đặt cọc 100, thế bây giờ mình đền 100 kia, nghĩ là ăn được 300 bên này, là trừ đi 100 bên kia là mình vẫn lãi được 200. Nhưng không phải là như vậy, cuộc chơi nó không đơn giản như vậy nếu mình chỉ đơn phương độc mã đầu tư mà không tìm hiểu rõ. Đấy, nên là video ngày hôm nay tôi qua một cái thương vụ đầu tư trước đây của tôi như vậy để tôi khuyến cáo cho mọi người nên mua hay nên bán là phải tìm hiểu thật rõ cái phân khúc của mình đầu tư. Chứ không, thị trường không phải là tất cả đều lên và không phải tất cả đều xuống quý vị nhé, mà sẽ có những lúc người ta chỉ tăng lên ở cục bộ một vài cái, một phân khúc nào đấy, một khu vực nào đấy. Và bây giờ thị trường đầu tư nó lại không giống như thị trường trước đây là tất cả ồ ạt đều lên và tất cả ồ ạt đều xuống, mà sẽ tăng giảm lên xuống dựa theo từng thời điểm và từng cái phân khúc nhất định. Nên là hãy đánh vào phân khúc tiêu dùng, nhu cầu của người dân có thể mua được đại trà hoặc là phần lớn để an cư lạc nghiệp và dùng vào mục đích chính đáng, thì cái bất động sản chúng ta tôi nghĩ là nó sẽ có thời gian nó sẽ tăng thôi chứ không không có giảm đâu. Còn đối với những người mua thì lời khuyên cho quý vị đấy là khi mà cảm thấy phù hợp, cái này thì tùy vào cái nhu cầu từng người nữa và tùy vào từng khu vực phân khúc. Ví dụ như là nhà ở giá bình dân còn rơi vào 2 đến 3 tỷ, hoặc là nhà đất chung cư trong khoảng đấy, thì như trong nội thành bây giờ cầm 3 4 tỷ gần như rất khó rồi.
Nhưng nếu mà chúng ta mua các khu vực vùng ven ra một tí, bán kính cách 5-10 cây, nhưng quan trọng là thuận tiện giao thông, xung quanh có tiện ích cơ bản, thì đừng có nên chờ. Vì chúng ta để ý trong 5 năm qua ấy, giá nhà đất Hà Nội cứ có chỗ nói là tăng lên cao rồi sẽ giảm, giảm rồi sẽ tăng, như tôi quý vị, chúng ta có thấy giảm đâu. Mặt bằng chung nhá, trừ khi cái dự án đấy, cái đất đấy nó không bị vướng vấn đề gì về phong thủy hay bị lỗi liếc gì quý vị nhá, thì chúng ta để ý xung quanh đất, ngay cả nhà chúng ta đang ở, nó có giảm đâu. Nên là cái tâm lý mà để chờ giảm xuống ấy, đối với đất nội thành và các khu vực mà thuận tiện giao thông cũng như là có gần các nơi tạo công ăn việc làm ấy, thì không có giảm đâu. Cho nên là nếu mua mà tích lũy được thì nên mua, nhưng phải kiểm tra thẩm định rõ về pháp lý, về quá trình giao dịch làm sao an toàn nha, chứ không phải thấy của rẻ là cứ ào ào mua là đến ngày dính bẫy đấy. Nhưng nếu đầu tư thì nên tính đến phương án là thanh khoản sớm để dứt được cái thời điểm nó tăng, sau đấy chờ tiếp cơ hội tiếp theo, hoặc trong lúc đấy là mình tìm những cơ hội khác để thế vào, thì luân chuyển dòng vốn nó sẽ được tối ưu hơn so với việc cứ ngồi chờ. Nếu mà chỉ ngồi chờ và nghe theo thị trường ấy, thì quý vị sẽ bị xoay trong cái mớ bòng bong, và đấy là do thao túng thị trường, và người ta đăng tin là có chủ đích, báo chí là có định hướng truyền thông. Nên chúng ta hãy dứt ra khỏi cái tâm lý đám đông và hãy lựa chọn cho mình những cái phân khúc phù hợp với tài chính, đừng cố gắng vay mượn nhiều làm gì. Và đi xem đất, đi mua bán thì nên kín kín tiếng thôi, đừng làm rầm rộ quá, đến khi là bị thị trường nó tạo thành những cái hiệu ứng để cho chúng ta rơi vào cái vòng xoáy đấy và không dứt ra được đâu. Bản thân tôi cũng đã mất tiền nhiều trong quá trình đầu tư để có những cái chia sẻ trên kênh, và chia sẻ đấy là thực tế, chứ tôi không khuyến cáo là mua bán ở đâu cả, mà chỉ có các đội đã đồng hành, đã đăng ký dịch vụ tư vấn của mình, thì tôi sẽ lên phương án cụ thể, ngay cả các loại đất đấu giá, đất tái định cư, đất giãn dân, và quá trình mua đất của dân cần kiểm tra pháp lý quy hoạch làm sao, và thời điểm nó mua với mức giá mua và thời điểm nó bán, cái đấy là cả một cái lộ trình đầu tư. Rồi, cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu xem hết video đến giây phút này. Nếu chúng ta có cái cảm nhận gì hoặc là những cái bài học nào trong kinh doanh đầu tư thì có thể bình luận trên kênh, để biết đâu cái câu chuyện của bạn sẽ giúp cho người khác hạn chế được rủi ro. Và vì sao công việc của tôi rất nhiều, nhưng nhiều khi tôi vẫn thường xuyên chia sẻ những cái vấn đề trên kênh là để hy vọng gieo duyên gì đấy giúp đỡ cho mọi người. Vì khi giúp được một ai đấy hạn chế được rủi ro thì đấy là một cái điều mà tôi cảm thấy vui. Nếu quý vị thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.